loài rùa vàng rực đầy gai quý hiếm của Việt Nam. Sinh sống ở các vùng đồi núi từ miền Bắc đến miền Trung Việt Nam, rùa đất Stanleri, có tên khoa học là Geoemida Stanleri, được coi là một trong những loài rùa độc đáo nhất thế giới. Còn có các tên gọi khác như rùa lá tam đảo, rùa vàng tam đảo. Đây là một loài rùa cỡ nhỏ, với chiều dài đạt khoảng 12cm khi trưởng thành. Loài rùa này được nhận dạng qua chiếc mai dài, phẳng, hẹp với 3 gờ nổi viền mai phía sau. Viền sau mai có răng cưa. Mai rùa có màu nâu vàng, yếm màu đen với hai dải vàng ở hai bên. Các chi và đuôi được bao phủ bởi vảy màu nâu đỏ. Trên đầu có hai vạch trắng. Cổ rùa dài và linh hoạt, hàm trên cong dạng mỏ, mắt lồi, con ngươi tròn màu đen. Rùa đực có đuôi to và dài hơn rùa cái. Trong tự nhiên, rùa đất Stanleri sống ở những khu rừng nguyên sinh và thứ sinh, sườn đồi, độ cao từ 800 đến 1.500 mét, thường gặp nằm dưới lớp thảm mục thực vật hay những tảng đá ven bờ suối nhỏ. Thức ăn chủ yếu của chúng là động vật nhỏ như ốc sên, dung đất và các động vật không xương sống khác ở trong tự nhiên. Tại Việt Nam, rùa đất Stanleri được ghi nhận ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Vườn Quốc gia Tam Đảo, Bắc Giang, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam. Ngoài ra chúng cũng có ở Lào và phía Nam Trung Quốc. Từ những năm 1990 trở về trước, loài rùa này đã bị khai thác theo kiểu tận diệt ở Việt Nam để phục vụ nhu cầu của những người nuôi sinh vật cảnh, nên số lượng đã bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay, hoạt động săn bắt, buôn bán rùa đất Stanleri bị pháp luật nghiêm cấm. Các chuyên gia khuyến cáo cần tổ chức nhân nuôi rùa ở các khu bảo tồn nhằm nhân giống để thả vào môi trường tự nhiên và giữ lại nguồn gen. Trong sách đỏ IUCN, rùa đất Stanleri nằm trong danh sách những loài động vật đang ở trong tình trạng nguy cấp.